Xin mến chào cô chú anh chị ha. Hiện tại thì Nhã đang ở chỗ trung tâm thương mại chợ Long Hoa. Đó, phải nói là chợ Long Hoa là một cái chợ nổi tiếng ở tỉnh Tây Ninh đó quý vị. Trong chợ ha, bán đủ thứ đặc sản của tỉnh Tây Ninh. Ví dụ như là đặc sản bánh tráng nè, muối tôm, nó có rất là nhiều loại khác nhau ở trong đó. Và có những loại trái cây ở xứ Tây Ninh nó về mãng cầu này nọ ha. Rồi những cái nhu yếu phẩm đó, những yếu phẩm khác của xứ Tây Ninh đều có trong đây hết. Wow, đã ghê ha. Nó đây là khung cảnh xung quanh nè quý vị. Wow. Đó, hiện tại thì Nhã đang đứng ở cửa số 1 chợ Long Hoa ha. Bây giờ Nhã sẽ chạy một vòng xung quanh đây và ghi hình cho cô chú anh chị xem những cái đổi thay đó quý vị của xứ Tây Ninh thì nó như thế nào nha. Ok, rồi đi thôi ha. Ok, đi thôi. Từ cửa 1 chợ Long Hoa ha, nhà đi một vòng. Wow, giờ này nó gần lại dịch kỳ vậy. Đó, tới cái cửa kế tiếp đó quý vị là cửa số 2 chợ ha. Cửa số 2 chợ chợ Long Hoa thì nó có là 8 cửa chợ ha. Đó, từ cửa số 1 thì rồi quý vị cùng xem nè khung cảnh buôn bán ở bên hông chợ đó quý vị. Wow. Hồ đẹp quá nè quý vị. Quý vị thấy không? Ngay mé này là cửa số 3. Cửa số 3 chợ Long Hoa ha. Đó, đi tiếp thì thành cửa số 4. Wow. Quý vị có biết không là hiện tại bây giờ á chợ Long Hoa người ta đang xây mới lại ha, nên là những cái bà con tiểu thương á phải đi ra phía bên ngoài để bán, bởi vậy cạnh chợ nó hơi lộn xộn đó. Hy vọng là sắp tới ha, khi có cái chợ Long Hoa mới rồi thì mọi thứ sẽ vào nguồn. Nó vậy xem mặt cảnh xung quanh đây phải nói là rất là đẹp quý vị. Wow. Ở đây người ta sửa điện nè. Để xem ha, quá đẹp. Còn ngay đây là cửa số 5 nha, cửa số 5 chợ Long Hoa. Đó, mình chạy xuống đây chút xíu cho quý vị xem ha, nó là rất là đẹp luôn. Cửa số 5 chợ Long Hoa, quý vị thấy không? Từ cửa số 1 đến cửa số 5 đó. Bây giờ mà ai có nhà quanh cái khu vực này đó vậy phải nói là giàu lắm đó. Đây là cửa số 5 nha. Và trung tâm thương mại Long Hoa Tây Ninh ha. Nè quý vị, đây là chợ Long Hoa ở xứ Tây Ninh nè. Ở cái chỗ mà đang xây á, đó vậy theo đang xây mới ha. Nó là rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì nó có thành hình nữa đó quý vị. Nó có thành hình ha. Dần dần thành thành, quá đẹp. Wow, cảnh xung quanh chợ Long Hoa ở xứ Tây Ninh ha, đẹp trời. Ở ngay đây là cửa số 5 chợ nữa quý vị, năm chợ ha, đẹp quá. Đó vậy, họ có để là công trình trung tâm thương mại Long Hoa ha. Đó, chợ Long Hoa thì có cái hình ngay chỗ này nữa quý vị. Đó, cái chợ mà khi xây xong á thì nó có một mặt, 2 3 4 4 mặt theo kiểu hình chữ thập ha.
quá đẹp luôn. Wow, một công trình về văn hóa quý vị. Và chợ Long Hoa thì rất là nổi tiếng ở xứ Tây Ninh luôn. Ok, rồi bây giờ mỗi vị cùng đi tiếp với Nhã nha. Rồi, bây giờ đi tiếp quý vị ơi. Đi tiếp để xem cái cảnh ha, xung quanh chợ Long Hoa Tây Ninh năm 2018 hả quý vị, nó có những cái đổi thay gì ha. Wow, cảnh buôn bán nữa quý vị, cảnh buôn bán rất là tấp nập luôn. Chợ Long Hoa xứ Tây Ninh ha. Wow, xe tải nhiều quá ơi, xe tải rất là nhiều luôn đó quý vị. Quý vị thấy không, cái cảnh nó buôn bán ha, ở chợ Long Hoa Tây Ninh năm 2018. Bên đây có gì nè, nông ngư cơ Huỳnh Mai ha. Đó, và người ta bán phải bon chèn ra tuốt ở ngoài đường đó vậy, tuốt ngoài đường ha. Vào trung tâm thương mại Long Hoa, nơi đây là cửa số mấy rồi ta, cửa 7, cửa 7 chợ Long Hoa rồi đó vậy. Tới nữa là tới nữa là cửa số 8 ha, cửa số 8 là hết đó vậy, có tất cả là 8 cửa chợ. Đây nè, và đến đây nữa là hết 8 cửa chợ ha. Ghê chứ chứ, đường phố ở xứ Tây Ninh, xứ Long Hoa Tây Ninh năm 2018 đẹp quá trời đẹp ha. Wow, đó vậy thấy không, khung cảnh xung quanh đây đã đợi ha. Đây đâu rồi ta, thấy không, khung cảnh xung quanh đây ha. Rồi để nhà chạy tiếp một vòng ha, ghi hình cho cô chú anh chị xem thành ở Long Hoa xứ Tây Ninh thì nó đẹp như thế nào hả vậy. Long Hoa Tây Ninh ngay đây thì có đại lý bán xe Honda Hoài Minh 1 đó vị, Hoài Minh 1 ha. Rồi có gì nữa nè, Ba Mến này nọ, có những cái doanh nghiệp buôn bán ở xứ Tây Ninh đó vị, rất là đẹp luôn. Ngay đây là báo Quốc Từ, báo Quốc Từ đây. Rồi qua cái đường đỏ luôn ha, báo Quốc Từ xứ Tây Ninh. Vào trong đây có một cái công viên, công viên ha, đây chạy lên chỗ công viên đi hình cho cô chú anh chị xem ha. Cái chỗ này quý vị, người ta gọi là công viên Hòa Thành ha. Đó, công viên Hòa Thành, vào đẹp quá. Công viên Hòa Thành ở xứ Tây Ninh hả quý vị, nó cảnh phía bên trong nè, phải nói là tuyệt vời, quá đẹp ha. Đó, hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem ha, là cảnh ở Tòa Thánh Tây Ninh. Cảnh ở gần Tòa Thánh Tây Ninh, ở chỗ này là công viên Hòa Thành, quá đẹp nữa quý vị. Đó, vị xem là cái góc ở cái view bên đây nè, điện máy xanh này nọ ha, cũng về huyện Hòa Thành và mở. Rồi ngay giữa đây có báo Quốc Từ, ngay chỗ này người ta gọi là báo Quốc Từ nha. Đó, rất là đẹp luôn. Có một cái giống như là một cái chùa hả quý vị, ở giữa đường. Đó, rất là lạ ha. Nếu như ở Sài Gòn đó vậy, có cái nhà thờ Đức Bà ha, nó bốn mặt chắp đường hết, thì ở xứ Tây Ninh cũng có cái báo Quốc Từ, quá đẹp. Còn bên kia là bưu điện đó vậy, bưu điện
bưu điện Hòa Thành ha, hay là đài phát thanh này nọ cũng nằm ở đây luôn. Rồi, ok, Nhã xin cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha.